Ây chà, bác cái lứa heo này được mớ tiền à, bỏ ống xong rồi mua cái lứa heo con rồi, heo lớn rồi. Còn cái này mua cám về thúc nó lên bán tiếp để dành cho thằng Tư nó cưới vợ. Ờ, cám bao nhiêu đây là ăn là được rồi. Ôi, khỏe khỏe. Mà sao lâu quá nó không có thấy nó dắt bạn gái gì ra mắt cái đây gì. Không có người yêu gì. Hay là nó... Thôi không dám nghĩ. Chắc nó chưa kiếm được tía. Thôi. Tía. Hết hồn. Làm gì vậy? Làm nay gì tía mặt Tư rối trời. Hả? Tía. Làm gì? Con kính cẩn nghiêng mình mời tía. Ủa, hành động này tôi biết rồi đó, tôi biết rồi đó, tôi hiểu rồi đó nha. Ôi đó, được rồi, được rồi, vậy là tía mừng nữa con. Bao nhiêu lâu nay tía chỉ nghĩ tới cái điều này thôi là tía mừng quá trời mừng rồi. Vậy là tía hiểu ý con hả tía? Hiểu rồi, hiểu rồi. Trời ơi là trời, tía mừng lắm. Dạ. Bao giờ? À, con tính là chiều nay được luôn. Cái gì? Trời đất ơi, gì chiều nay gấp vậy mà gia đình, mà gia đình gia giáo lễ nghĩa đàng hoàng à, muốn cái gì cũng phải qua nói chuyện với người ta, anh xui chị xui đàng hoàng, coi ngày giờ tốt, coi ngày có giờ, tự nhiên nói bữa sáng bữa chiều đi qua cưới người ta. Ủa tía nói gì vậy tía? Ủa thì con kính cẩn nè, là ý nó là ý nói con là... xin tía là cho đó. Con chiều nay con qua con rước ẻm về thì đó. Tự mà gấp gì con, phải quen rồi phải cho gia đình hai bên gặp nhau rồi nói chuyện với nhau mà coi tính tình của cô đó sao, còn gia thế của cô đó làm sao đó. Trời ở đàng hoàng cho tự nhiên rồi hôm bữa sáng bữa chiều rồi rước ẻm về là sao, ai rước thì kỳ cục, con gái người ta cho mà rước kỳ cục con. Tôi không phải tía ơi, tía hiểu lầm ý con rồi. Hiểu lầm cái gì, nói y chang vậy. Ẻm ẻm là ai, ẻm là ẻm em nào đó, ẻm là ý đây là chiếc xe á tía, thấy chưa. Ủa nhỏ tên kỳ gì? Hả? Chiếc xe chạy á, chứ đâu phải con gái nào tên chiếc xe tía. Ủa chứ kỳ vậy, chiếc xe rồi đi kính cẩn rồi giao rượu rồi trà rồi làm cho tía tưởng là đâu là con đi rước bạn gái về. Tính cái gì mà xe mà làm quan trọng như vậy, xe con đi được rồi mua xe mới chi. Tía ơi, xe con đang đi á, bây giờ nó cà tàn nó không bóp gì vậy. Rồi để tay lại rồi tía bóp lại cho con cho què để khỏi khỏi xin xỏ gì mệt. Tía xe nó cà tàn nó bây giờ đi á nó bị quê mùa dữ lắm rồi tía. Làm gì quê Trời đất ơi, quê là con người, nhận thức quê, ứng xử quê, giao tiếp quê. Cái xe này có tội tình gì mà quê với là sang. Nó cũ đi lâu dữ lắm rồi tía. Có kệ, còn đi được, còn đi ngon. Thì mua xe mới mình nghĩ coi, con mới đi làm, mới là gọi là thử việc à. Cái lương thì cũng ít, mà đi sắm xe là sao? Cho người ta cười con à. Tía ơi, không có sắm xe người ta mới cười, mình cứ đi xe cà tàn như hoài sao được tía. Cái con người quan trọng nhất là cái tư cách, cái nhân cách, hiểu không? Chứ không phải quan trọng cái bề ngoài thì cũng tương đối quan trọng, nó phù hợp theo những cái hoàn cảnh khác nhau. Nhưng mà tự nhiên là cái bên trong nó mới rồi giá trị với con. Con nghĩ sao kỳ cục vậy? Bây giờ chưa vợ chưa con, lo đi kiếm vợ con đi cho tí vui đi. Ở đó là đi kiếm xe không là sao? Xe cũng đâu có nhiêu tiền đâu tía. Bao nhiêu? Dạ 40. Ôi trời đất ơi, lương bao nhiêu mà mua xe 40 triệu đó tôi nuôi mấy đàn heo. Trời ơi trời, tí đó cho con biết. À mình đi làm lương mình đó, mình phải tiết kiệm. À cái hình thức là quan trọng, nhưng cái nội dung bên trong của con người nó mới là quan trọng hơn. À tía còn nhiều thứ để làm lắm. Mới bán heo thiệt, nhưng mà còn phải mua heo giống, mua cáp rồi để phòng bệnh, rồi để dành cho con cưới vợ nữa. Chỉ chấp nhận một cái xe mới 10 triệu thôi. Tía. 10 triệu. Chịu thì chịu, không chịu thì thôi. Ờ 40 triệu à, không có chuyện đó đâu ha. Dứt khoát. Tía ơi. Không tía ơi. Tía. Xin không được thì phải tiền trảm hậu tấu. Lúc đó tía có muốn cản mình cũng không được. Dạ có ai ở nhà không? Có ai ở nhà không? Ai vậy? Ủa? Ai vậy? Dạ chào chú. Ờ cậu à, ngồi đi, cậu kiếm tôi ai vậy? Dạ chú ơi, chú có phải là chú Đỗ Văn Búa? Trời ơi, cậu biết tôi và biết họ tên họ khai sanh, cái đó là khai sanh thôi. Dạ. Cái đúng ra người ta gọi tôi là Sáu Búa. Là Sáu Búa là chú. Ờ hoặc là Sáu thôi, dạ. Hiểu không? Chú, hả? Đứng im, giơ tay lên. Cái gì? Cái gì cậu làm gì vậy? Con chụp hình. Chơi đi nè, cười đi.
Đúng rồi, hai tay lên. Đúng rồi, đúng rồi, bị nhíp nhăn, đừng, đã thả nè, zoom nha. Rồi, ok. Ủa, sao rồi cậu chụp hình tôi làm gì? Dạ đâu có, đâu là có chuyện ngày hôm nay con mới tới đây. Chuyện gì sao biết tôi mà chụp hình? Dạ đây. Nói cho rõ. Dạ, chú mở hồ sơ ra đi, xem ở trong có gì. Ôi, chiếc xe diêu kỳ, chú đã trúng một chiếc xe. Ủa, tôi làm gì rồi trúng xe? Dạ, mua đồ trúng xe. Tôi mua gì mà trúng xe? À, chú mua phân bón đúng không? Nhà mình cây cối nhiều, chắc chắn là chú mua phân bón nè. Không, cái này cây kiểu tự nhiên, không có mua phân bón. À, như vậy là chú mua thuốc diệt chuột nè. Ở đây lúa nhiều, chắc chắn là có chuột, là chú mua thuốc diệt chuột đúng không? Nhà tôi có 16 con mèo, không cần tới thuốc diệt chuột. Dạ. Vậy chú nói giùm cho con là một tháng trở lại đây chú có đi chợ chú mua cái gì không? Có chứ. Đúng rồi. Tôi mua thịt ăn bình thường thôi. Ủa vậy ngoài mua thịt chú còn mua gì nữa không? Mua cám nuôi heo. Đúng rồi, mua cám heo. Mua cám heo. Công ty của con là công ty cám heo. Trúng gì? Dạ trúng một chiếc xe. Chiếc xe trị giá 40 triệu. Đây là cái dòng thương hiệu xe của nước ngoài. Đó bây giờ chú ký giùm con cái đi. Khoảng chiều nay sẽ có chiếc xe tới đây. Cái chú nhận xe thôi nha. Chú ký giùm con cái. À, đây. Chứ bây giờ chú đang là thắc mắc là chiếc xe hình dáng làm sao, chiếc xe kiểu dáng như thế nào, có hợp với mình hay không. Được. Bây giờ con có đem cái catalog tới đây, chú tặng chú một chiếc xe. Chiếc xe bự vậy đó hả? Chiếc xe bự như vậy, màu cam như vậy luôn. Chúc mừng chú. 40 triệu. 40 triệu, bây giờ chú ký giùm con cái là ta nói là nhận xe liền. Được rồi. Định đến đây lừa gạt tới tưởng già này dễ dụ dễ gạt lắm hả? Ở đâu mà mua cám mà trúng xe 40 triệu? Thôi vậy con đi về nha chú. Đứng lại. Ngồi đó, tôi gọi công an tới tôi cầm đầu. Dạ đâu chú ơi, đừng gọi công an chú. Chứ gì đó? Đừng gọi công an. Tại sao? Con có nỗi khổ. Nỗi khổ gì? Con bị ép. Bị ép. Ai ép cậu? Ai ép cậu? Ai? Trời ơi. Gì vậy? Quốc hai. Ủa này con thôi mà cậu biết đó luôn hả? Biết. Trời đất ơi. Trời ơi con. Vô đây coi. Thôi cho con chú về rồi con về. Đứng lại. Ngồi đó. Dạ. Ngồi đây. Dạ. Tại sao đây con này được bạn con đây hả? Quen với con này tại sao đi quen với người lừa đảo vậy? Hả? Là sao? Dạ tía. Thật con khai thiệt với tía, này là thằng hai bạn con tía cũng biết mặt đó, nhưng mà tại vì nó đi lâu quá rồi tía không gặp, cái tía quên đó tía. Phải không? Dạ con nè. Bạn con nó đi quen với một con người lừa gạt. Dạ, đó hả? Con không có lừa gạt, con thiệt con thầy. Đây nè, để đem về trúng xe, mua cám trúng xe rồi. Dạ là có người xúi con. Ai xúi? Nè, mày nói luôn đi, bây giờ mày còn giấu cái gì nữa. Sao? Dạ nó kêu con á, nó nói là bây giờ nó thèm xe quá rồi, bây giờ bác không cho nó mua xe. Nó kêu là con bây giờ giả làm mày đi, bây giờ vô trúng xe. Cái nó có cớ nó đem xe về, nó mượn bạn bè nó mượn con 3 triệu nữa. Trời đất ơi, con nghĩ sao gì kỳ vậy con? Hả? Con làm gì người ta mới coi thường con nè. Cái bên ngoài là quan trọng, nhưng cái bên trong của một con người nó còn quan trọng hơn. Dạ con cũng xin lỗi bác, con là bạn thân của nó. Mà khi mà nó đưa ra cái câu chuyện này, con không khuyên nó mà con còn tiếp tay nó nữa. Nhưng mà cũng tội nghiệp nó lắm bác. Bây giờ bạn bè đồng trang lứa cũng có bồ hết trơn rồi mà nó mặc cảm. Cái xe hư vậy không có nhỏ nào dám quen hết trơn trời. Bây giờ bác mua nó chiếc xe đi biết đâu. Quen cái gì? Dạ. Quen thì là có nhân cách của nó, cái cách sống của nó, cái quan hệ của nó, cái đối nhân xử thế của nó. Ta yêu thương cái đó, yêu thương cái xe à. Với là có tiền à, mình còn đầu tư những chuyện khác, thí dụ như mua heo giống, mua cám nuôi nó lớn lên nó còn nẻ lời nữa. Mà phải biết tiết kiệm chứ, hãy có tiền để chăm bẩm vô cái sinh hoạt không là sao được con. Dạ tí ơi, tại vì mấy tháng nay á, con có đi làm, cái con thấy là bắt đầu cái công việc của con nó ổn định, đồng lương nó cũng gọi là tốt hơn hồi xưa tí, cho nên con mới đánh liều con mua xe rồi mới mốt con trả lại từ từ. Tía đừng có giận con nữa nha tía. Thôi được rồi, chăm chỉ làm gì chứ. À mà chú cũng xin lỗi con. Này không biết đó, tưởng con lừa gạt thiệt. Làm những cái hành động, những cái lời nói. Dạ. Nó được sổ sàng, nó không được thuận tay. Dạ, có con thấy vậy là nhẹ. Chứ trời ơi, gặp mà người tôi quýnh còn chết luôn á. Thôi chú phải cái tính đó. Dạ. Nhưng mà thôi, mới muốn đừng có tổ chức cái gì cũng cho là cái sự trung thực nói thật ra, hiểu không? Dạ. Đừng có lừa dối rồi đặt đi này đặt kia. Nó không có hay. Dạ. Hiểu không? Nè, chăm chỉ làm ăn. Rồi có rồi, bạn gái rồi, có vợ rồi con rồi đàng hoàng. Dạ chưa? Dạ. Làm tiếp. Cám đừng có buồn. Đây nè, Cám chờ con chút.